Khúc này chặn keo ớ, tưởng có địch chứ. Cách tờ lưu thì chẳng thấy mống nào. À thì ra công tùa anh ép ca. Như vậy mới an toàn hơn. Có ai nóng không để tớ ném tuyết cho? Chắc mắt là mấy, không cần cảm ơn kê kê kê. Đủ khúc này tao quên là nó giới hạn keo ơi. Lại thả hết đồng đội ra rồi. Lạnh quá lại phải đốt lửa sưởi ấm đấy à. Ê anh em ăn sầu riêng ông Huyền không ớ, tớ tặng cho nè. Ôi em ghi nó giờ đến nỗi vỡ cả thùng tớ xe luôn à. À cuối cùng cũng thèm tỉnh lại rồi ép. Bây giờ là nửa đêm. Chắc nãy giả vờ ngủ chúng bố mẹ kiểm tra đấy à. Hờ hờ đùa thôi, coi được video đừng có dụ tôi. Cửa kia cứ nhảy nhảy nhìn như con ếch ha. Ai già riêng tao mà thấy xe, tao phải lái không chửi phát nào. Lại anh ép ca rồi đấy. Cửa này không biết vừa chơi game vừa làm gì đây. À tao nghe thấy tiếng xe bốn chỗ, vừa đủ anh em tao ngồi đây. Lên xe anh em ơi. Trời ơi, nãy đọc bắn không khí à? Các cậu đừng để ý nhau, tôi là vậy đấy. Phải đi lẻ tới được lâu rồi. Lên xe chờ tài xế yêu yêu. Khúc này lại lái xe. Lái đi đâu thì các bạn nhìn tiêu đề video là biết rồi đấy. Vừa chiêu bạn xong, bây giờ đến lượt tôi bị la ngầy. Anh ép ta rồi chứ hu hu hu.